Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Hà Nội đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Theo người nhà bệnh nhân, sáng nay, khi đang cắt rau tại dụng người phụ nữ này bị xét đánh. Ngay lập tức, người nhà đã sơ cứu ép tim tại chỗ và đưa bệnh nhân vào cấp cứu. Tổng thời gian từ khi bệnh nhân gặp nạn tới lúc vào viện là 20 phút. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục ép tim, hô hấp nhân tạo trong 15 phút, sử dụng các thuốc vận mạch và nạn nhân có nhịp tim trở lại. Tuy nhiên, Bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê sâu sau ngừng tuần hoàn, phải thở máy, tiên lượng tử vong cao. Sáng nay, khu vực Hà Nội có mưa vừa, to đến rất to kèm sấm sét. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn ghi nhận hàng trăm cú sét đánh xuống đất vào thời điểm đầu giờ sáng. Theo các bác sĩ, sét có thể xuất hiện trước hoặc sau một cơn rông bão. Người bị sét đánh có thể ngừng tim ngay lập tức. Một số trường hợp có thể không thấy các dấu hiệu tổn thương bên ngoài khoảng 2 phần 3 số người bị xét đánh gặp tổn thương nghiêm trọng, có thể bị liệt tạm thời, bỏng. Để tránh phòng xét đánh, người dân cần chú ý thực hiện theo những khuyến cáo sau, tránh ở ngoài trời với khoảng không mở trong cơn rông bão. Nếu nghe thấy tiếng sấm, bạn đang ở phạm vi mà xét có thể đánh. Bạn cần phải tìm nơi trú ẩn ngay lập tức nếu đang ở bên ngoài. Xét có thể di chuyển 16 đến 19 km phía trước hoặc phía sau cơn rông bão và dường như thoát ra từ bầu trời trong xanh. Khi bạn đang ở dưới cơn bão, tránh khu vực cao nhất và các đối tượng cao. Không mang hoặc giữ các đối tượng cao bằng kim loại trong cơn rông bão. Nếu xét đã đánh xuống một khu vực, hãy nhớ rằng xét có thể tấn công cùng một vị trí hai lần. Nếu bạn không tìm thấy nơi trú ẩn hãy cúi người, đặt hai tay lên đầu gối hoặc che lên tai. Nếu bạn ở bên cạnh một người khác thì nên cách nhau 4 đến 5 mét. Phương tiện giao thông bằng kim loại kín đáo như ô tô con hoặc xe buýt có thể là nơi trú ẩn tốt. Đóng tất cả cửa và không chạm vào bất cứ kim loại nào được kết nối với xe ngay cả khi bạn ở trong một tòa nhà đóng kín tất cả cửa sổ và tránh xa chúng không sử dụng điện thoại bàn và các thiết bị điện bao gồm cả máy tính sách có thể tấn công đường dây ngoài trời và lan truyền vào trong